Kính thưa quý thầy, cô giáo, các bạn thân mến, nhà thơ Thân Nguyên viết rằng mẹ có nghĩa là ánh sáng, một ngọn đèn thắp bằng máu con tim. Mẹ có nghĩa là mãi mãi, là cho đi không nhận lại bao giờ. Tình mẹ là một tình cảm vô cùng thiêng liêng, cao quý. Chính nhờ tình thương của mẹ mà chúng con được lớn lên, được trưởng thành với tất cả lòng trân trọng và biết ơn dành cho mẹ. Em xin giới thiệu tới quý thầy cô và các bạn cuốn sách Tình yêu bất tận của mẹ, do Mai Hương và Chị Thần biên soạn, được nhà xuất bản Thế Giới Ấn Hình năm 2020. Cuốn sách được trình bày ấn tượng ngay từ trang bìa với hình ảnh người mẹ đang ân cần chỉ bảo cho đứa con của mình. Tên sách được in bằng dòng chữ màu trắng nổi bật trên bìa màu cam. Cuốn sách có độ dày 138 trang, in trên khổ 13x20cm, gồm 36 câu chuyện cảm động nói về tình cảm thiêng liêng của người mẹ dành cho con cái. Mỗi câu chuyện có trong cuốn sách mang tới cho người đọc những cảm nhận rất riêng về tình mẫu tử. Một cuốn muốn viết những vần thơ về mẹ để đọc lên cho nước mắt trào rơi, vì có gì đẹp đẽ nhất trên đời, thiêng liêng nhất phải chăng là tình mẹ. Cuộc đời này có ai không lớn lên trong vòng tay mẹ, được nghe tiếng ru ầu ơ ngọt ngào? Có ai lại không chìm vào giấc mơ, gió mát tay mẹ quạt mỗi trưa hè oi ả? Và cuộc đời này có ai yêu con bằng mẹ, có ai suốt cuộc đời này vì con như mẹ? Thật vậy, hạnh phúc của con trong cuộc đời này là có mẹ. Với mẹ, với con, mẹ không chỉ đơn thuần là người sinh ra nuôi dưỡng mà là cô giáo đầu tiên của con. Mẹ có ý nghĩa là duy nhất, một bầu trời, một mặt đất, một vầng trăng. Vâng, mẹ chỉ là thiên thần mà món quà quý giá mà mỗi chúng ta được ban tặng trong cuộc đời. Nhưng mấy ai biết trân trọng mà nâng niu món quà ấy cách có ý nghĩa? Mấy ai trong cuộc đời này chưa từng làm thiên thần của mình rơi nước mắt? Và 365 ngày của năm có mấy ngày để chúng ta tôn vinh và tri ân thiên thần mang tên mẹ? Mở đầu cuốn sách là câu chuyện điều con không thể nói đến sự ân cần dịu dàng nhưng thầm lặng mẹ dành cho con. Bởi vì con còn bé lắm, con chỉ biết nhận thôi. Khi nào
sống như thế nào. Con hãy học cách lắng nghe và trân trọng những lời mẹ dạy, bởi đó là tiếng nói xuất phát từ trái tim yêu thương tiếp đãi những thiên thần. Là câu chuyện kể về tình cảm mà một người mẹ dành cho những tù nhân, cho tù thu du họ có vì tù đây, thì trong mắt những người mẹ họ vẫn là những người con. Chúng ta đã ai quan tâm xem mẹ chúng ta cần gì chưa, hay chỉ đòi hỏi xem mẹ phải chăm sóc chúng ta như thế nào, mà chẳng mấy ai quan tâm xem tâm tư tình cảm của mẹ. Và câu chuyện con gái vô tâm sẽ cho chúng ta thấy rõ hơn về điều đó. Còn rất nhiều câu chuyện nữa nói về tình cảm của những người mẹ như trái tim nhân hậu, mẹ là một từ tất cả sức mình. Kết thúc cuốn sách là câu chuyện nơi tình yêu bắt đầu, kể về một thiên sứ xuống trần gian làm chơi. Khi sắp phải ra về, thiên sứ muốn tìm một kỷ vật của trần gian để kỷ niệm cho chuyến đi đáng nhớ này. Cuối cùng, ông đã tìm được một thứ duy nhất trên trần gian mà vẫn chưa giữ được vẻ đẹp trong suốt chặng đường, đó là tình yêu của người mẹ. Câu chuyện như một lời khẳng định thế gian này, tình yêu của mẹ là mãi mãi, tình yêu đó sẽ đi theo chúng ta trong suốt chặng đường dài của cuộc đời. Đó là một tình yêu bất tử, con dù lớn vẫn là con của mẹ, đi đến cuộc đời lòng mẹ vẫn theo con. Của sách Tình Yêu Bất Tận của Mẹ hiện đang có tại thư viện nhà trường. Các bạn hãy tìm đọc cuốn sách để thấy được, cảm nhận được tình yêu của những người mẹ nhé. Kính chúc cô giáo và các bạn thân nhiều sức khỏe, niềm vui và hạnh phúc. Hãy là con ngoan của mẹ.